biết đâu nên là quyết. Hôm nay có được hai cháu trai đẹp trai vô nè. Ừ, nồi nóng rồi ha, nồi nóng rồi nha. Đây là bạn của mình. Đây là khoai. bữa sáng của chị em nhà mình là khoai nướng nè. Mọi người ơi, khoai nướng với nước táo ha. Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người quay lại kênh Kim Chi TV nói về cuộc sống hàng của nhà mình. Hôm nay thì mình đi đến Chonan ha mọi người. Đây là chùa Viên Ngộ ở Hàn Quốc ha mọi người. Ngôi chùa Việt Nam duy nhất ở tại Hàn Quốc luôn. Thì từ nhà mình tới đây thì khoảng 1 tiếng rưỡi thôi à. Tại mình đi từ sáng sớm 5 giờ. Trừ heo, đây là chị em trừ heo. Tại vì nhà xa đó mọi người, mình sợ kẹt xe đó, mình đi từ sớm. Nên là không có chuẩn bị gì. Hôm nay sáng là ăn khoai nướng với nước táo. Giờ thì thật ra hôm nay thì mình đến đây với bạn của mình ha. Với cái này là hai đứa cháu. Mình đến đây là mình đi tình nguyện. Mình đi thông dịch bên y tế á mọi người. Người ở chùa tổ chức khám bệnh ha, miễn phí cho những người nước ngoài ở Hàn Quốc á. Và chắc đặc biệt là người Việt Nam của mình thôi. Thì một số người chẳng hạn như du học sinh hoặc là người mà không có hợp pháp á, nhất là người không có hợp pháp thì đi khám này kia rất là đắt tiền á, tôi quý đại cũng không có đi khám được đó, nên chùa mở cái buổi khám từ thiện ha mọi người cho người Việt của mình. Thì mình đến đây mình hỗ trợ, mình thông dịch miễn phí ha mọi người. Thì đến đây sẵn thì một chút xíu mình quay cho mọi người tham quan một vòng cái ngôi chùa Việt Nam của mình tại Hàn Quốc ha. Tại vì chị em nhà mình cũng mới đến đây lần đầu thôi. Nghe biết là có rồi nhưng mà thấy đi cũng xa đó, 2-3 tiếng cho nên là cũng ngại. Sẵn hôm nay thì vừa đến làm từ thiện rồi đến thăm chùa của mình cho biết luôn. Chùa tên là chùa Viên Ngộ Bệt Thư Nam Phù Kyo, tên tiếng Hàn là Quận Ô Sa ha. Mình quay gần cái địa chỉ đây. Đây là ở Chonan Si Thổng Nam Cô Mộc Chon Úc So Hưng Mi Y Bét Sa Xíp Ta Si Y. Cái này mình quay cái địa chỉ này cho các bạn ở Hàn Quốc ha. Nếu mà các bạn muốn đến viếng thăm chùa Việt Nam của mình ở Hàn Quốc thì các bạn tham khảo tìm đến viếng chùa ha. Chùa cũng rộng lắm mọi người. Đây là mình quay cho mọi người coi một vòng ở ngoài sân, ở ngoài chùa nè. Chùa Việt Nam ở Hàn Quốc, nhưng mà tại vì ở Hàn Quốc nên cái style, cái kiểu nó là giống như chùa Hàn Quốc luôn. Ở trên đây là cái chắc cái chỗ nhà nghỉ á mọi người. Hôm nay mấy cái người đến khám tình nguyện là những cái người bác sĩ, người Hàn, mình nghĩ chắc là nó mấy người về hưu hay liên ha. Những người này về hưu rồi chứ đâu. Nên thấy cũng lớn tuổi này kia đồ. Chùa trồng bông cũng nhiều quá, đẹp quá. Có con đồ chơi rồi quá. Bố cha đẹp quá, thằng ní. Ôi, cái 얼마나 예쁜데. À, 그래요? 응. 아니, 집에서 응? 청소할 때도 해야 돼. 응. 손도를 맡고 되게. 우리도 쓸 줄 아는데. 이건 난 이제 공양간. Em khám chưa? À bây giờ đăng ký hả? Đi. À, cung nhân cần 어디든 있겠죠. À, anh cần. Tên gì vậy em? Em tên là Trần Văn Tuấn. Nãy giờ thì người đến đông á cho nên mình không có quay video được. Theo giờ mình quay cho mọi người coi tham quan chút xíu ha. Đây là cái quầy nhận người đăng ký đến khám ha. Hầu như nãy giờ thì đều đăng ký xong hết, bây giờ mình đi vào bên trong mình chờ khám từng khâu ha. Đây là cái chỗ khám chính. À, như thế này. Một đứa thôi á hả? Này. Ngồi gì đó. Phải đăng ký. Chỗ cũng hơi hẹp á mọi người. Đây mỗi chỗ một người bác sĩ là có một cái người thông dịch Việt Nam của mình á, ngồi cái bên đây thông dịch hết ha. Chiền nước mà ngồi gì đó hả? Trời ơi. Không có chỗ nằm nữa. Ừ.
Đây là cái chỗ truyền dịch nha mọi người. Cô rồi nè. Đây là cái chỗ phát thuốc luôn nha mọi người. Khám xong rồi cho thuốc mình luôn nha. Trong đây ấm quá, ngoài lạnh chết luôn nha. Nói ra ngoài lạnh chết luôn. Cho mắt kính luôn đó hả? Dạ, em đeo mắt kính luôn vậy. Hả, mắt rồi cho mắt kính luôn đó hả? Dạ không, cái này là của chương trình phải tặng cho chị nhé. Lấy cái nào thì mình à gì đó hả? Cái này là em khám bệnh xong nè, người ta tặng cho cái nón kỷ niệm nè. Dạ, rồi cho cái mắt kính luôn nè. Mắt kính này một ca mình nói mua 2 triệu. 2 triệu. Nổ dữ. Đúng không hả? Lại khám bệnh mà còn được tặng mắt kiến miễn phí nè mọi người ơi. Được muốn nữa kìa, được vòng tay nữa này chị ơi. Được vòng tay nữa kìa. Vòng tay lên đây đi. Đó. Cái này mình hôm nay mình đến chùa lấy cái làm kỷ niệm nè mọi người. Thì bạn phụ trách là bán đồ nữ trang nè. Ông đang kêu em chuyển nghề đi về đi bán kính thì nghề chính đi em, mà thôi ông ra kính cho tôi bán đó. Ai thích kính nào thì lấy kính đó. Ai thích kiểu gì lấy, có gương cho chọn thoải mái. Đó. Ngồi đây ấm quá heo, ngoài lạnh muốn chết. Nói chung là dịch vụ đầy đủ luôn nè, vừa khám rồi cho thuốc rồi cho mắt kiến luôn đó mọi người. Đó. Cô... ai cài ai camera men lên. Ở chừng nào có người rước đó. Có chừng nào có người rước. Để con. Đấy, lại. Cô đi nghề. Ai coi bói ở đây cô? Cô coi bói cho kìa. Con đã chụp đâu, con đã chụp đâu. Thầy coi ai cũng kêu đi tu. Đây đi khám bệnh miễn phí mà có cắt tóc miễn phí luôn nè. Cắt tóc xong cho em mua mấy bị chèo em nhé. À có bán chè nữa hả? Nãy chị thấy có ấy chè đó. Gì đó hả? Chè gì? Bán chè Thái hả? À bán đồ đây nữa nè. Ừ, chè gì hết ta? Chè này có để trong tủ đâu mà ấy. Ôi sao không để ấy, để thôi. Sao à nó còn nóng, mới nấu thôi gì á. Ừ. Này mới nấu, còn nóng. Ừ. Bảo nói gì? Nói gì? Bảo bê lại đâu? Thế mà bê lại đây thì người ta mới biết chứ. Ừ, để đây, để bán. Gặp phát mẹ đừng có chứ. Thế đi cái bàn này ra đây nhỉ? Hà nào xích ổ mà. Cứ nhận. Bạn bạn Nam ơi. Bê hộ tớ cái bàn ra đây. Ở đây là ý con nữa, ý cô cứ nhận. À, cứ nhận một lần cô. Ừ. Đây thì có để cái chè bán nha mọi người, bán để mà mình mua mình ủng hộ chùa. Ổn mà sao chị niệm thăm hùng chí? Ừ, để đây rồi, cái này. Nụ cá phát mẹ nụ cá gì có thẩm đăng chai nụ cùn đấy. Ừ. Thứ hả em? Con thứ chè hả? Nó giống như chè thưng vậy. Wow, ta. Mọi người làm tận 12 giờ đêm mới xong đấy. Hả? À, nè nè, chút mua ăn thử. Ừ. Này mua ủng hộ chùa nha. Mình quay cho cả nhà xem một vòng ở ngoài cái khu sân ở ngoài chùa Phiên Ngộ tại Hàn Quốc ha. Rất là đẹp luôn mọi người ơi. Đây là đa số chùa ở Hàn Quốc là nằm ở núi không ha mọi người. Đó thì đây là chùa Việt Nam của mình. Bữa nay thì hồi nãy mình nghe sư Niêm nói, mọi người nghe cô nói là mình mua lại từ chùa của người Hàn nha mọi người, của người Hàn đó mình, cho nên là mọi người thấy là cái mái nhà này kia đó thấy không, đó nó vẫn là giống như là cái kiến trúc của Hàn đó.
cho nên là nhiều nhìn vô đâu có biết là chùa Việt Nam đâu, tại vì mình mua chùa lại thôi. Rồi xong ở ngoài phía sau á mọi người, phía sau mà cái chỗ mình ngồi khám bệnh tình nguyện á, là cái chỗ đó là xây những cái nhà nghỉ tạm thời cũng như cho những người mà không có chỗ ở đó, cần cái sự giúp đỡ của nhà chùa, hoặc là những cái bạn đến làm việc mà trong cái thời gian mà chuyển công ty không có chỗ ở á mọi người, hoặc là những người có đang cần cái sự gì gọi là chấn tâm á mọi người, ha, yên tĩnh thì có thể đến mà cư trú tạm thời, đến ở với nhà chùa ha. Chùa nãy nói á, thì cô nói là chùa là nơi lúc nào cũng là luôn mở rộng cửa cửa Phật từ bi, đón nhận coi như là ai đến lúc nào cũng được, đúng rồi, đón nhận mọi người đến với chùa. Đây là cái nhà ăn của chùa nhà mình nè, mình quay ăn cho mọi người coi ha. Hủ tiếu ngon quá ta, hủ tiếu với khoai chiên với chả giò nè. Đây hôm nay người đến khám đông ha. Mùi thơm quá. Bếp bếp bếp. Đây bánh tét chay đó hả chị? Bánh tét chay đó hả? Trời ơi nhìn ngon dữ vậy. Ừ. Có sắp lên chảnh nữa mà. Vậy đó. Bánh tét chay. Cô lên chảnh cô dùng đi. Dạ 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 lên chảnh ăn. Cái nhà ăn cũng rộng ghê. Mình đi lên trên mình ăn cơm. Đây là đoàn khám bệnh tình nguyện của người Hàn ha mọi người. Họ đi khám tình nguyện cho những cái tổ chức và những cái trung tâm người nước ngoài trên khắp các tỉnh thành tại Hàn Quốc. Hôm nay thì là lần đầu tiên mình được ăn cơm chay tại đất Hàn nha mọi người. Mình sang đây cũng khá là lâu rồi nhưng mà lần đầu tiên mình được ăn một cái tô phở chay rất là ngon như thế này. Chị em của mình ăn cơm xong rồi mọi người, mình đi lên mình đăng nhận tiếp tục chứ đăng ký khám tiếp nữa ha. Thì hôm nay mình quay video ngắn để mình giới thiệu với mọi người chút xíu về chùa Viên Ngộ ha, chùa duy nhất ở Hàn Quốc. Chùa Việt Nam duy nhất ở Hàn Quốc nha mọi người. Mình mới tới lần đầu, nếu anh chị em nào mà chưa biết tới ở Hàn Quốc á, thì đến thăm chùa ha, ủng hộ chùa này kia đồ. Hôm nay mình đến chùa cũng mới thành lập, được mấy năm rồi em? Chừng 3 năm rồi ạ. Mới có 3 năm mà. Chùa thành lập được chừng có 3 năm rồi ha mọi người. Nhớ đến đây ủng hộ chùa rồi đến giếng chùa ha. Cảm ơn mọi người xem video, nghe bye bye mọi người nha. Xin chào tạm biệt. Bye bye.